Chào các bạn, mật ong và nghệ là hai thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi kết hợp hai thực phẩm này lại với nhau, bạn sẽ có được một thức uống vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng chữa bệnh. Dưới đây là 10 lợi ích của việc uống mật ong kết hợp với nghệ, giúp giảm đau. Mật ong và nghệ đều có tác dụng chống viêm và giảm đau. Khi kết hợp hai thực phẩm này lại với nhau, bạn sẽ có được một loại thuốc giảm đau tự nhiên hiệu quả mật ong và nghệ có thể giúp giảm đau do viêm khớp đau cơ đau đầu và đau bụng kinh thúc đẩy tiêu hóa mật ong và nghệ đều có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa mật ong có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại và ngăn ngừa tiêu chảy nghệ có thể giúp giảm viêm dạ dày và tá tràng bảo vệ gan nghệ có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp bảo vệ gan khỏi các tác hại của môi trường và các chất độc hại mật ong cũng có tác dụng bảo vệ gan giúp tăng cường chức năng gan và ngăn ngừa sơ gan giảm cholesterol nghệ có tác dụng giảm cholesterol ldl cholesterol xấu và tăng cholesterol hdl cholesterol tốt mật ong cũng có tác dụng giảm cholesterol giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch tăng cường miễn dịch mật ong và nghệ đều có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng mật ong có chứa các chất dinh dưỡng giúp tăng cường sản xuất bạch cầu còn nghệ có chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại chữa lành vết thương nghệ có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn có thể giúp chữa lành vết thương nhanh hơn mật ong cũng có tác dụng chữa lành vết thương giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào bảo vệ não nghệ có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp bảo vệ não khỏi các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Mật ong cũng có tác dụng bảo vệ não, giúp tăng cường trí nhớ và khả năng học tập, giảm cân. Mật ong có tác dụng làm tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn, có thể giúp giảm cân. Nghệ cũng có tác dụng giảm cân, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, tốt cho da. Nghệ có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa có thể giúp làm đẹp da, giảm mụn trứng cá, nám da và tàn nhang. Mật ong cũng có tác dụng tốt cho da, giúp dưỡng ẩm da, làm sáng da và ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường sức khỏe tổng thể. Mật ong và nghệ đều là những thực phẩm có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp hai thực phẩm này lại với nhau, bạn sẽ có được một thức uống vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng chữa bệnh mật ong và nghệ có thể giúp tăng cường sức khỏe tổng thể giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn bạn có thể pha mật ong và nghệ với nước ấm hoặc sữa bạn có thể cho thêm một chút chanh hoặc cam để tăng thêm hương vị mật ong nghệ có thể được uống vào buổi sáng buổi tối hoặc bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn đang tìm kiếm một thức uống vừa ngon vừa bổ dưỡng thì mật ong nghệ là một lựa chọn tuyệt vời mật ong nghệ có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích cho sức khỏe giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn cảm ơn các bạn đã xem video